mặt biết gì vậy? Chị Nhật Hạ ơi, chị chỉ em làm cái nơi lần trước á, bây giờ em làm mất tiêu rồi, em mới để ở đây luôn nè. Em có biết không, chị không bao giờ làm mất đồ hết á. Bởi vì lúc này chị cũng có một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh vậy nè, em đựng tất cả những cái vật linh tinh đó. Sao mà hay quá vậy chị, chị em làm nha. Đơn giản lắm, chị sẽ chỉ em làm cái túi nha. Cái túi giống như vậy nè, em thích không? Wow, đẹp quá chị Nhật Hạ ơi. Để làm được cái túi như thế này, chúng ta cần những nguyên vật liệu như sau: một túi giấy chưa trang trí, một tờ giấy trắng, hai dây ri băng khác màu, ba tờ giấy thủ công nhiều màu, nút áo với kích thước và màu sắc khác nhau, một cuộn băng keo hai mặt, kéo, những cây bút chì màu và một cái thước đo độ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ mở túi giấy ra cho nó phồng lên. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng hai sợi dây ri băng cùng màu như thế này, sẽ canh và cắt tùy theo kích thước mà các em thích. Các em thấy chưa, các em nhớ là cắt cho bằng nhau nha. Ừ, em muốn làm màu nào cũng được, miễn là đẹp là được rồi. Sau đó chúng ta sẽ xỏ vào cái nút ở trên đây của chiếc túi nè, xỏ vô bên này. Tiếp theo xỏ vào nút kế bên. Các em nhớ là xỏ cùng một bên nha. Rồi, các em thấy chưa? Là sau đó chúng ta sẽ cố định hai đầu nút này lại với nhau. Các bạn chú ý nha, xỏ cùng một phía, đừng xỏ ngược nha các bạn. Rồi nè, chị đã làm xong một bên túi của chị rồi. Bây giờ chúng ta cũng sẽ làm tương tự với bên này. Chị Nhật Hạ ơi, không chắc chắn gì hết á, chắc bỏ thằng vô gót hết luôn á. Đâu để chị coi. Các em ơi, các em làm xong các em phải rút một đầu này lại thì túi đồ mới chắc được. Để chị làm giùm cho nha. Đó, như vậy là xong rồi nè. Wow, đẹp quá. Ủa, chị Nhật Hạ ơi, tiếp theo mình làm gì nữa vậy? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một miếng giấy bìa màu sắc. Ở đây chị sẽ dùng giấy màu vàng cam như thế này. Chúng ta sẽ vẽ đầu của bạn là Lucy lên trên đây. Chúng ta bắt đầu vẽ nha. Cái mơ chúng ta chỉ vẽ nửa vòng tròn thôi nha. Đó, như thế này. Cảm ơn chị. Chúng ta đã có một hình như thế này, các em có thấy dễ thương không nè? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt một nửa hình tròn vừa mới vẽ xong. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dùng một miếng giấy bìa cứng màu trắng như thế này, dán tóc của bạn La Lipsy lên. Vị trí thì tùy theo các em muốn nha, nhưng mà chị Nhật Hải nhắc là các em nên dán sát lên phần mép giấy. Để trừ một phần giấy trắng như thế này, chúng ta còn vẽ thân người của bạn La Lipsy nữa. À, để xem chị Nhật Hạ sẽ vẽ bạn. Chị Hạ vẽ em nha, em dễ thương lắm á. Được rồi, chị sẽ vẽ nụ bông nha, còn nụ bông vẽ ai nè? Dạ, em vẽ bạn ánh nắng. Tại vì em vẽ xong để em tặng mày đó luôn nha. Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nha các em. Vẽ nguyên hình tròn hả chị? Đúng rồi, vẽ nguyên hình tròn luôn. Chúng ta sẽ dùng băng keo hai mặt dính vào miếng giấy bìa màu cam. Và sau đó dán vào phần hình tròn vừa mới phát thảo trên giấy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái miệng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm mắt cho bạn La La Lipsy. Chị sẽ dùng hai hạt nút màu đen như thế này để làm mắt. Các em thấy không? Chị Nhật Hạ ơi, em không có màu đen, chị lấy màu tím nha. Thật ra thì màu sắc các em có thể tự sáng tạo theo ý muốn của mình, nhưng mà theo chị khuyên thì mắt chúng ta nên là màu đen thì nhìn sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ để ở đây, lấy hai miếng băng keo hai mặt nhỏ thôi các em, và đính vào bên dưới của hai hạt nút. Chúng ta đã có một cái đầu rất là xinh xắn này, các em thấy không? Em cũng làm xong rồi mà chị ơi. Hả? Em thấy mắt màu đen
đẹp hơn mắt màu tím nhiều á. Thấy chưa, chị đã nói gì mà làm mắt đen đẹp hơn mà. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quần áo đầm cho bạn La Lipsy, tương tự như những sản phẩm lần trước chị Nhật Hạ đã chỉ các em rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái sản phẩm lần này để có một chiếc áo đầm xinh xắn như thế này. Các em thấy đẹp không nè? Chúng ta sẽ tháo băng keo hai mặt ra và ướm vào. Bước tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần hai cánh tay cho bạn La Lipsy này. Chị Nhật Hạ sẽ bắt đầu vẽ nha. Vẽ xong rồi chúng ta sẽ tô màu một gương mặt màu da cam, hai má hồng hồng và cả cánh tay nữa. Nè, chúng ta bắt đầu làm nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng bút lông đen để vẽ lông mi cho bạn La Lipsy. Chị Nhật Hạ ơi, em vẽ xong rồi nè, chị thấy em khéo tay không? Đúng rồi, nụ cong vẽ đẹp lắm, chị cũng vẽ xong rồi nè các em. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ... Chị Nhật Hạ, em biết làm phần tiếp theo á. Giỏi vậy, vậy phần này để nụ bông hướng dẫn các bạn khán giả nha. Các bạn sẽ chuẩn bị một tờ giấy thủ công. Các bạn sẽ vẽ những đường sọc dài khoảng 0,5cm. Sau đó là dùng kéo để cắt những đường sọc dài này ra. Rồi, sau khi cắt chúng ta có được những sợi giấy thủ công như thế này. Và để làm xong sợi giấy thủ công này lại thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Dạ, chúng ta sẽ lấy một cây bút chì màu và xoắn theo thân của cây bút chì màu luôn. Nụ bông hôm nay giỏi quá ta. Xíu nữa xong chị Hạ sẽ thưởng cho nụ bông một phần ăn thiệt là hoành tráng luôn nha. Wow, đã quá vậy. Em cảm ơn chị Nhật Hạ nha. Đây, tương tự với những sợi còn lại. Sau khi làm với các bước tương tự, chúng ta sẽ có những sợi tóc xanh như thế này. Và để đính những sợi tóc này lên trên đầu của bạn La Lipsy, chúng ta sẽ dùng một miếng băng keo hai mặt nhỏ như thế này và dán vào phần rìa của hình tròn. Dán vào đây nha các em. Cùng với bên còn lại chúng ta sẽ có được một thành phẩm như thế này. Các em thấy có dễ thương không nè? Chị Nhật Hạ ơi, nhìn cái đầu của bài La Lipsy này á, giống như là cái đầu mì gói vậy á. Chị hứa là giảng văn rồi đó. Nụ bông này em ham ăn ghê đó. Chị hứa là sẽ giữ lời mà, nhưng mà chúng ta phải làm cho xong mới được ăn. Vậy chị chỉ làm nhanh nhanh lên đi, rồi còn đi ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ trang trí phần tờ giấy bìa màu trắng này bằng những hạt nút nhiều màu như thế này. Ở đây chị đã dán sẵn bằng cái hai mặt rồi, chúng ta chỉ cần tháo ra và đính lên giấy thôi. Wow, đẹp quá chị Nhật Hạ ơi. Nhưng mà em thấy cái váy này nó thiếu làm sao á. Đúng rồi, hôm nay nụ bông giỏi quá vậy ta. Trên chiếc váy này còn rất là trống trải đúng không? Chúng ta sẽ trang trí chiếc váy bằng cách các em có thể tô màu lên trên đây, hoặc là làm một chiếc nơ giống như thế này. Bây giờ chị Nhật Hạ sẽ chỉ em làm chiếc nơ này nha. Yeah. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một sợi dây ri băng bản nhỏ, màu sắc tùy ý của các em. Bước này hơi khó nên các em phải cẩn thận và chú ý chị Hạ làm nè. Căng sợi dây này ra, rồi chúng ta bắt chéo lại như thế này. Chúng ta sẽ có một hình thù như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ cố định hai đầu dây ri băng bằng băng keo hai mặt ở tại đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ đính phần hình tròn của sợi dây ri băng này, đính xuống như đây và cũng cố định bằng keo băng keo hai mặt luôn. Chúng ta sẽ có hình dáng một chiếc nơ xinh xắn như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ đính vào chiếc áo, rồi dùng một cái nút thật là dễ thương để che phần mối nối ở đây lại nha các em. Nhật Hạ ơi, bây giờ mình dán tờ giấy lên cái túi xong chị? Đúng rồi, bây giờ chúng ta đã có một thành phẩm như thế này và dán băng keo hai mặt sẵn ở dưới đây, chúng ta sẽ dán vào chiếc túi giấy này. Tên tè, bây giờ chúng ta đã có một thành phẩm rất là xinh xắn như vậy rồi nè, các em thấy có dễ thương không? Đẹp quá chị Nhật Hạ ơi, từ bây giờ em sẽ không sợ bị mất đồ nữa. Đúng rồi, các em ơi, với các bước rất đơn giản như là vừa rồi chị Nhật Hạ đã hướng dẫn thì chúng ta đã có một chiếc túi giấy rất là xinh xắn, vừa có thể đựng những vật dụng linh tinh trong gia đình, vừa có thể xách đi dạo phố cùng bạn bè nữa đó. Và bây giờ chị Nhật Hạ và Chùi Bông
xin chào và hẹn gặp.